Xin chào mọi người, hôm nay Hà sẽ giới thiệu với mọi người một chú chó này đây. Chú chó này mọi người biết không, trong quân đội á, cấp bậc của nó còn cao hơn là cấp bậc của Hà luôn. Hà là chỉ có cấp bậc 4 thôi mà nó cấp bậc 5 luôn á mọi người. Chú chó này không phải là chó săn hay là chó cảnh sát chuyên nghiệp đâu, mà chỉ là giống như là gọi là, đêm nay gọi là một cái con linh thú đi. Giống như là cái lữ đoàn của Hà có tên là Bulldog, thì người ta nuôi cái con chó này một giống Bulldog á, để giống như là một linh thú cho cái tên tiểu đoàn của Hà vậy. Thì nó ở đây nó được, hình như con chó này được 2 tuổi rồi và nó có cấp bậc cao hơn Hà luôn á. Mọi người thấy cấp bậc ở trên lưng nó không? Sit. Give me a hand. Shake. Put your hand lower. Shake. Yeah. He's so cute. How old is he? He's Cái này mà theo đúng quy tắc quân đội là khi mà đứng nói chuyện với con chó là Hà phải chắp hai tay đằng sau lưng, đứng tư thế nói chuyện với chỉ huy luôn mọi người. Thấy mắc cười vậy ha. Tạm biệt mọi người. Đây là chỉ là video ngắn giới thiệu cho mọi người biết thôi. Bye mọi người.